tôi Kinh số 203 Lậu tận. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo đi đến chỗ Phật, làm lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào, để lần lượt nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Đức Thế Tôn bảo tỳ kheo kia: hãy chân chánh quán sát vô thường. Những pháp nào là vô thường? Mắt là vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Hãy quán sát là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hãy quán sát là vô thường. Pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với khổ lạc, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc. Tất cả chúng cũng đều là vô thường. Này tỳ kheo, biết như vậy, thấy như vậy, để lần lượt nhanh chóng chứng đắc lậu tận. Khi tỳ kheo kia đã nghe những điều Đức Phật đã dạy, vui mừng làm lễ mà lui. Như kinh Đức Phật đã dạy cho tỳ kheo trên, nhưng có điểm sai biệt ở chỗ: biết thế nào, thấy thế nào, để lần lượt dứt sạch các kiết sử, đoạn trừ tất cả những hệ phược, đoạn trừ tất cả những sử, đoạn trừ tất cả những tùy phiền não, đoạn trừ tất cả những kết, đoạn trừ những lưu, đoạn trừ những ách, đoạn trừ những thủ, đoạn trừ những xúc, những ngăn che được đoạn trừ, đoạn trừ các triền cái, đoạn trừ những cấu uế, đoạn trừ những ái, đoạn trừ những ý, đoạn trừ những tà kiến, sanh chánh kiến, đoạn trừ vô minh, sanh minh. Này tỳ kheo, quán sát mắt là vô thường như vậy, vân vân, cho đến biết như vậy, thấy như vậy, lần lượt vô minh được đoạn trừ để sanh ra minh. Khi tỳ kheo kia nghe những điều Đức Phật đã dạy rồi, hoan hỷ làm lễ mà lui. Kinh số 204 Ngã Kiến Đoạn. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật: bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào, để lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến phát sanh. Phật bảo tỳ kheo kia: đối với mắt mà chánh quán vô thường, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, kia cũng chánh quán là vô ngã. Cũng vậy vân vân, cho đến cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, kia cũng chánh quán là vô ngã. Này tỳ kheo, biết như vậy, thấy như vậy, sẽ lần lượt ngã kiến được đoạn trừ, vô ngã kiến phát sanh. Tỳ kheo kia sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. Kinh số 205 Năng Đoạn Nhất Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong vườn Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo đoạn trừ được một pháp sẽ đạt được chánh trí, và có thể tự tuyên bố, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Cuối xin diện nói, các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ dâng theo lời chỉ dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Này các tỳ kheo, Thế
thế nào là đoạn trừ một pháp sẽ đạt được chánh trí, và có thể tự tuyên bố, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đó là vô minh, ly dục, minh phát sanh, đạt được chánh trí, và có thể tự tuyên bố, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Lúc ấy, có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Phật, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào để vô minh ly dục, minh phát sanh? Phật bảo các tỳ kheo, hãy quán sát chân chánh, mắt là vô thường, sắc, nhãn, thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, hãy quán sát là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Tỳ kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, đối với vô minh ly dục thì minh phát sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 206. Như thật tri kiến. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: đối với mắt, hãy biết như thật, thấy như thật, hoặc sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Hãy biết như thật, thấy như thật, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Khi đã biết như thật về chúng, đã thấy như thật về chúng rồi, ở nơi mắt sanh ra nhàm tởm, ở nơi sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, sanh ra nhàm tởm. Ở nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Do nhàm tởm mà không ái lạc, do không ái lạc mà được giải thoát. Giải thoát tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 207. Ưu Đà Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói những bài kệ Ưu Đà Na rồi, bảo Tôn giả A Nan: mắt là vô thường, khổ biến dịch là pháp dị phần, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Chúng là vô thường, khổ, biến dịch, là pháp dị phần. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đa văn thánh đệ tử nên quán sát như vậy, đối với mắt mà được giải thoát, đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc mà được giải thoát. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý, ý thức, ý xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc mà được giải thoát. Ta bảo người này giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 208. Như thật tri. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy chuyên cần phương tiện thiền tư để được nội tâm tịch tỉnh. Vì sao?
Này các tỳ kheo, do phương tiện thiền tư được nội tâm tịch tỉnh nên tri kiến như thật như vậy sẽ được hiển hiện. Hiển hiện như thật tri về cái gì? Hiển hiện như thật tri đối với mắt. Hiển hiện như thật tri đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Các pháp này là vô thường, hữu vi, được hiển hiện như thật tri như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 209 Tam Ma Đề. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, hãy tu tập vô lượng Tam Ma Đề, chuyên cần tập trung ý nghĩ. Vì sao? Do tu tập vô lượng Tam Ma Đề, chuyên cần tập trung ý nghĩ mà được như thật hiển hiện. Như thật hiển hiện cái gì? Như thật hiển hiện đối với mắt, đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Các pháp này là vô thường, hữu vi cũng được hiển hiện như thật như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 210 Vô thường. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống chi là mắt hiện tại. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, không hoài niệm mắt quá khứ, không mong cầu mắt vị lai, và đối với mắt hiện tại mà nhàm tởm, không ham muốn, ly dục, hướng đến chán bỏ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vô thường đối với khổ không vô ngã cũng vậy như vậy. Như bốn kinh nội nhập xứ, bốn kinh ngoại nhập xứ, sắc thanh hương vị xúc pháp, và bốn kinh nội ngoại nhập xứ cũng vậy như vậy. Kinh số 211 Lục xúc nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu xúc nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nhập xứ. Nếu sa môn bà la môn nào đối với sáu xúc nhập xứ này mà không biết như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly, nên biết sa môn bà la môn này cách xa pháp luật của ta như trời và đất. Lúc ấy có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật rồi chắp tay bạch Phật. Còn có đầy đủ tri kiến như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly của sáu nhập xứ này. Phật bảo tỳ kheo, bây giờ ta hỏi ngươi, hãy theo câu hỏi của ta mà trả lời. Này tỳ kheo, ngươi có thấy nhãn xúc nhập xứ là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo tỳ kheo, lành thay, đối với nhãn xúc nhập xứ này là chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Người nào thấy biết như thật, không khởi lên các lậu hoặc, tâm không nhiễm đắm, tâm được giải thoát. Đó gọi là xúc nhập xứ đầu tiên đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã đoạn trừ cội gốc của nó như chặt ngọn cây đa la. Đối với pháp vị lai, nhãn thức và sắc, vĩnh viễn không khởi lên lại. Người có thấy tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ là ngã, khác ngã,
ở trong nhau không? Đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo tỳ kheo: lành thay, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ, chẳng phải là ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Người nào biết thấy như thật như vậy, không khởi lên các lậu hoặc, tâm không đắm nhiễm, tâm đạt được giải thoát, đó gọi là tỳ kheo đối với sáu xúc nhập xứ, đã đoạn trừ được, đã biết rõ, đã đoạn trừ được cội gốc này, như chặt ngọn cây đa la. Ý thức và pháp sẽ không còn sanh trở lại ở đời vị lai nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 212, Địa ngục. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: chớ lạc, chớ khổ. Vì sao? Có địa ngục gọi là sáu xúc nhập xứ. Chúng sanh sanh ở trong địa ngục này, mắt chỉ thấy sắc không đáng ưa, chứ không thấy sắc đáng ưa. Chỉ thấy sắc không đáng tưởng nhớ, chứ không thấy sắc đáng được tưởng nhớ. Chỉ thấy sắc không lành, chứ không thấy sắc lành. Vì những nhân duyên này nên chỉ một mực nhận lãnh buồn khổ mà thôi. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý thức đối với pháp, cũng chỉ thấy không đáng yêu, chứ không thấy đáng yêu. Chỉ thấy cái không đáng nhớ, chứ không thấy đáng nhớ. Chỉ thấy pháp không lành, chứ không thấy pháp lành. Vì những nguyên nhân này nên luôn luôn phải chịu buồn khổ. Này các tỳ kheo, có cõi trời gọi là sáu xúc nhập xứ. Chúng sanh sanh vào nơi này, mắt chỉ thấy sắc đáng yêu, chứ không thấy sắc không đáng yêu. Chỉ thấy sắc đáng nhớ, chứ không thấy sắc không đáng nhớ. Chỉ thấy sắc lành, chứ không thấy sắc không lành. Vì những nguyên nhân này nên luôn luôn chỉ cảm nhận vui thích mà thôi. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý thức đối với pháp là đáng yêu, chứ không phải không đáng yêu. Là đáng nhớ, chứ không phải không đáng nhớ. Là lành, chứ không phải là không lành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 213, Thế gian ngũ dục. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong giường Amla của thầy thuốc Kỳ Bà Câu Ma La tại Tỳ Xá Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: xưa kia khi ta chưa thành chánh giác, ở một mình nơi thanh vắng, thiền định tư duy quán sát xem tự tâm phần nhiều hướng đến nơi nào. Tự tâm phần nhiều chạy theo năm công đức của dục quá khứ, phần ít chạy theo năm công đức của dục hiện tại, lại càng rất ít chạy theo đời vị lai. Khi ta quán sát thấy tâm phần nhiều chạy theo năm dục quá khứ, bèn nỗ lực tìm phương tiện, tinh cần tự giữ gìn, không để chạy theo năm công đức của dục quá khứ nữa. Do tinh cần tự giữ nên ta dần dần đến gần được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, các ngươi cũng phần nhiều chạy theo năm công đức của dục quá khứ, còn đối với hiện tại vị lai lại cũng rất ít. Hiện tại các ngươi cũng nên vì tâm phần nhiều chạy theo năm công đức của dục quá khứ đó, tăng cường tự phòng hộ, không bao lâu cũng sẽ chứng đắc lậu tận. Vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này, tự tri, tự tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Vì sao? Mắt thấy sắc làm nhân duyên sanh ra nội cảm thọ, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với pháp làm nhân duyên sanh ra nội cảm thọ, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Cho nên các tỳ kheo, đối với những nhập xứ này cần phải giác tri. Khi mắt kia diệt thì sắc tưởng sẽ lìa, tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng sẽ lìa,
Phật nói cần phải nhận biết sáu nhập xứ rồi, liền vào thất tọa thiền. Bấy giờ có số đông tỳ kheo, sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, bàn luận như vậy. Thế Tôn đã nói gọn pháp yếu cho chúng ta, nhưng không phân tích đầy đủ mà đã vào thất tọa thiền. Thế Tôn bảo rằng, sáu nhập xứ cần phải giác tri, khi bắt kia diệt thì sắc tưởng sẽ lìa, tai mũi lưỡi thân ý diệt thì pháp tưởng sẽ lìa. Hiện tại đối với pháp do Đức Thế Tôn đã nói gọn, chúng ta vẫn còn chưa hiểu. Này ở trong chúng này, ai là người có trí tuệ có thể vì chúng tôi, đối với pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn đó, mà vì chúng tôi diễn nói đầy đủ nghĩa của nó. Họ lại nghĩ, chỉ có Tôn giả A Nan luôn luôn hầu Đức Thế Tôn, thường được Thế Tôn và các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Chỉ có Tôn giả A Nan mới có thể vì chúng ta diễn nói lại nghĩa pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn đó. Nay chúng ta cùng nhau đến chỗ Tôn giả A Nan hỏi về ý nghĩa quan trọng của chúng, và theo những gì Tôn giả A Nan nói, tất cả chúng ta sẽ phụng hành. Bấy giờ số đông chúng tỳ kheo đi đến chỗ Tôn giả A Nan cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên bạch Tôn giả A Nan: Tôn giả nên biết cho Đức Thế Tôn vì chúng tôi đã nói gọn pháp yếu. Sáu nhập xứ cần phải giác tri, khi bắt kia diệt thì sắc tưởng sẽ lìa, tai mũi lưỡi thân ý diệt thì pháp tưởng sẽ lìa. Xin Tôn giả vì chúng tôi nói đầy đủ nghĩa của chúng. Tôn giả A Nan nói với các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các thầy mà nói về pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn một cách đầy đủ nghĩa của chúng. Đức Thế Tôn đã nói tóm gọn chỉ cho việc diệt sáu nhập xứ, còn những điều khác sẽ nói là nhãn xứ diệt thì sắc tưởng sẽ lìa, tai mũi lưỡi thân ý nhập xứ diệt thì pháp tưởng sẽ lìa. Đức Thế Tôn nói gọn pháp này xong, vào thức thiền định. Này tôi đã vì các thầy phân tích nghĩa này. Tôn giả A Nan nói nghĩa này xong, các tỳ kheo nghe những gì Tôn giả đã nói, hoan hỷ phụng hành.